Cuộc đời này bạn không có quyền tha cho ai hết. Vũ trụ không cho chúng ta cái quyền quyết định cuộc đời của ai cả. Mà bạn có quyền tha cho nó hay không tha cho nó. Bạn không có quyền. Bạn không có quyền tha thứ cho ai hết đâu. Không có quyền đấy. Nên khi đã nói đến hai cái từ tha thứ thì đừng bao giờ nói rằng em tha cho người này, em tha cho người kia, vì bạn không có quyền đấy. Bạn không có cái quyền đấy đâu. Bạn chỉ có thể tha thứ cho chính mình. Ở trong khóa chữa lành tôi sẽ giúp cho bạn.